Dựa trên dữ liệu nghiên cứu thị trường bất động sản qua các chu kỳ phát triển, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản.com dự báo trong vòng 2 năm tới, thị trường bất động sản Việt Nam có thể đi qua các giai đoạn đảo chiều, thăm dò, củng cố, khởi sắc và ổn định. Theo đó, từ quý 2 năm 2025 đến quý 4 năm 2025 có thể là giai đoạn khởi sắc, người dân sẽ quan tâm hơn đến nhu cầu đầu tư, tốc độ tăng giá và sẽ không quá đặt nặng các yếu tố về giá bán, pháp lý như ở thời kỳ ảm đạm. Đây sẽ là thời điểm mà đất nền dần lấy lại lợi thế và có thanh khoản tốt hơn. Loại hình đất nền ấy, thì chúng tôi đánh giá rằng là nó sẽ khá là khởi sắc và nó sẽ phát triển tốt và khôi phục tốt bắt đầu từ giai đoạn gọi là khởi sắc, tức là từ quý 2 năm 2025 trở đi cho đến cuối năm 2025. Thì đấy là giai đoạn mà đất nền có rất nhiều cơ hội bắt đầu là quay trở lại cái đà gọi là phát triển tốt như giai đoạn trước. Thì với cái thông tin như vậy thì chúng tôi nhận thấy rằng là khi các bạn nói về đất nền vùng ven Hà Nội ấy, thì có một đặc điểm như này chúng ta phải lưu ý rằng là Hà Nội là loại là địa phương mà có cái sự tăng trưởng và phục hồi nó khá là nhanh so với đại đa phần các cái địa phương khác trên toàn quốc. Chúng ta cảm thấy thị trường nóng nhưng thực tế là Hà Nội là nóng thôi. Còn nếu mà nói là Hồ Chí Minh rồi các tỉnh khác là có nóng hay không thì xin thưa là chưa. Nên xét trên bối cảnh chung của toàn bộ thị trường, chúng ta mới trong giai đoạn đầu quá trình phục hồi. Lý giải về đà tăng giá của đất nền Hà Nội thời gian vừa qua, ông Nguyễn Quốc Anh cho biết đà tăng này chủ yếu đến từ thông tin quy hoạch ở Hà Nội. Đất nền vùng ven Hà Nội giai đoạn vừa qua nó rất là nóng bởi vì yếu tố liên quan đến quy hoạch. Rất nhiều quy hoạch liên quan xung quanh những khu vực ở vùng ven, khi các cái cơ sở hạ tầng, đường xá, các đường vành đai bắt đầu được xây dựng thì bắt đầu là chúng ta hãy tưởng tượng rằng là trước kia khu vực xung quanh vành đai 3 bên trong thì coi là khu vực trung tâm chẳng hạn. Thì bây giờ chúng ta xem có vành đai 3.5, vành đai 4 thì dần dần là cái khu vực trung tâm và vùng ven bắt đầu nó sẽ bị đẩy ra. Ví dụ sau này là khu vực trong vành đai 3.5 mới là khu vực trung tâm mới. Còn ngoài 3.5 đến vành đai 4 thì gọi là vùng ven. Trong về đất nền ấy thì nó liên quan trực tiếp đến vấn đề quy hoạch. Bên cạnh dự báo xu hướng người mua và nhà đầu tư trong vòng 2 năm tới, công ty Property Guru Việt Nam cho biết nửa cuối năm 2024, chỉ số tâm lý thị trường đi ngang. Người mua đang chờ đợi tín hiệu tích cực từ thị trường, việc lãi suất hạ so với năm 2023 và các chính sách pháp lý mới sắp có hiệu lực tạo tâm lý tốt hơn cho người dân.